你話幾好啊？咁我諗住起翻間孤兒院。啊，不過你哋認為咧邊笪地方比較適合啊？九如坊，間隔煙館，昆澤洞穴，車就冇搭搭啦。係少帥，可以識到你，我覺得上天已經同我不薄啦。上天一定聽見你嘅心所講嘅説話嘅，其實我都聽到。我哋周家係正當人家，無論你對我仔點好，我都唔允許你同我喺埋一齊嘅。làm gì vậy nè Thu Quyên? Thu Quyên, sự thật đã xảy ra chuyện gì chứ sao không nói cho anh biết? Tại sao lại khóc hả? Thu Quyên à, đừng có khóc nữa, đã xảy ra chuyện gì nói cho anh biết đi. Anh Thành, em nghĩ là từ nay em không bao giờ tới thăm cậu hai nữa. Làm phiền anh, mai mốt thường tới thăm cậu đi nha. Cái gì? Em không lo tới nữa. Hồi nãy em có gặp má của cậu, bà nói thì là đúng, em với lại cậu hai thực tế là người của hai thế giới khác nhau. Được rồi, em khỏi cần nói. Cũng là cái bọn nhà giàu khinh người. Tại sao cái bọn nhà giàu ai cũng như vậy chứ? Em hiểu rồi. Hồi trước tại vì em quá ngây thơ, thực tế không có nên dối cao, làm tới bây giờ tự mình phải đau khổ. Em phải làm cách nào rồi? Cảm ơn. Bác sĩ nói ông bị viêm cho nên mới chích thuốc chống viêm, nhưng mà ông cũng phải giữ gìn vết thương nha. Cảm ơn nhiều. Bữa nay có ai tới thăm tôi không vậy? Dạ có, tại vì tôi phải chích thuốc cho ông cho nên kêu họ ở ngoài chợ một chút. Để bây giờ tôi kêu họ vô nha. À được, cảm ơn. Anh Văn. Anh hai, tới đó hả? Dạ phải. Anh hai, mấy bữa rồi em phải sắm tù như cô Vũ, làm tới khuya lắm. Khi mà về tới nhà mới biết anh có chuyện. Anh đã biết mấy em bận lắm, đâu cần cố tình tới thăm chứ. Anh Văn à, tụi em cũng biết anh có quý nhân phù hộ, tai qua nạn khỏi.
Nhưng mà nếu không tới thăm anh thì trong lòng không được yên. À phải, bữa nay anh thấy như thế nào? Đỡ nhiều lắm rồi, đâu có gì nữa. Cảm ơn nhiều nha. Anh này anh Văn à, tụi em có đem cam tới, không thôi để em lột một trái cho anh ăn. Ờ được được. Ờ mấy người mỗi người ăn trái đi hả? Dạ được. Cảm ơn. Cảm ơn. Ngồi xuống ăn tự nhiên đi. Hiền à, bữa nay tìm sao hả? Nghe nói cũng được lắm, nhưng mà cái thằng Nghiệp nó cứ phá hoài, em phải đuổi ngang nó. Cái thằng Nghiệp này thì tệ quá đi, một chút cũng không biết nữa. Anh Văn à, bây giờ anh còn đang điều trị, không có nên giận quá. Cái chuyện của anh Nghiệp đó không phải một ngày một bữa có thể chỉnh đốn lại được đâu. Không thôi vậy đi, để anh điều trị xong xuất viện rồi mới từ từ dạy cho ảnh nha. Phải rồi anh hai, đừng có lo quá mà. Cái thằng Nghiệp đó, chừng nào em gặp nó em sẽ nói. Đúng rồi, ở nhà và tiệm nước cũng cần anh lắm đó. Anh phải điều dưỡng cho xong rồi mới có thể xuất viện được. Đúng rồi, anh phải ăn uống cho nhiều và nghỉ ngơi cho nhiều mới được. Cảm ơn nhiều. Cam ngột quá. Anh hai, thôi nằm nghỉ đi, tụi em phải về. À, dạ phải, tụi em cũng phải về nữa. Ngày mai tụi em sẽ tới thăm anh. À được, về nhà lo công chuyện đi. Nghỉ ngơi nhiều nha. Cảm ơn. Chào anh. Chào em. Bye bye. Ăn cơm chiều nè. Mới đây đang ăn cơm chiều. Đúng rồi, mặt trời đã xuống rồi đó. Không có lý nào đâu. Không có lý nào đâu. Cô có hứa tới thăm tôi mà. Không lẽ... Ông Văn à, ông Văn, ông làm gì vậy? Ông Văn, ông Văn à. Tôi mới đi chút mà. Cái vết thương của ông chưa có lành lại đó. Ông Văn à, không thể gì được đâu. Ông Văn à, ông Văn. Anh Thành, anh Thành. Văn, chuyện gì vậy? Tôi mới gặp Thu Quyên. Thu Quyên đâu? Bộ trong lòng của cậu còn có Thu Quyên nữa sao? Anh Thành, làm ơn nói tôi biết Thu Quyên đang ở đâu. Từ nay cậu đừng có hòng được cổ nữa. Vậy thì cổ ở đâu hả? Cổ đi về quê rồi. Người ta thường nói chỗ này không chứa người sẽ có chỗ khác. Cái chỗ Quảng Châu đau thương này, thực tế cổ muốn ở lại đây. Không được, tôi nhất định phải gặp cổ. Tại sao cậu muốn đi gặp cổ? Tôi với cô lại. Cậu hai à, cổ không chịu nổi đâu. Hai anh em của cậu ở đây cổ quá. Cổ muốn bỏ đi cho xong, để khỏi phiền tới cổ. Làm ơn cậu đừng có đày đọa cổ nữa được không? Do tôi có lỗi với cổ, tôi chỉ muốn hỏi cổ, chúng tôi có thể bắt đầu làm lại không? Tôi nghĩ cổ đã chết lần đó rồi. Cổ mới vừa ra bến tàu, tôi thấy cổ yếu quá muốn đưa cổ đi một đoạn, cổ cũng không chịu. Cô đi bao lâu hả? Cô đi bến tàu nào? Hay cho tôi biết đi. Anh Thành, cho tôi biết đi mà. Cổ cũng mới vừa đi ở bến tàu Trường Đề. Cảm ơn anh. Thu Nguyên Thu
Anh Văn. Ủa, Văn, tại sao con lại về nhà? Còn con gái ở trong nhà thương hay sao? Có chuyện gì hả? Con không có gì, bác quá không muốn ở nhà thương nữa. Sanh con ra không biết lòng của con sao được, con nhất định là có chuyện rồi, không có giấu má được đâu nha. Có phải chuyện của Thu Nguyên hay không? Cô đi rồi. Đi rồi hả? Đi đâu vậy? Má có thể yên tâm được rồi. Vậy cô xin với ông đòi điều gì? Tôi không dám đòi hỏi nhiều quá. Có thể quen được với cậu hai thì tôi cảm thấy là ông trời đã đãi ngộ tôi. Thu Nguyên à, trải chiếc vòng lại cho cô nè. Chiếc vòng này là của tôi sao? Không phải đã đập bể rồi à? Tôi đã nhờ thợ gắn vàng lại cho cô rồi đó. Thu Nguyên, cô đừng vậy mà. Nè, để tôi lấy cho cô nha. Cẩn thận! Cứu tôi về! Gia đình của mình là đàng hoàng, không có thể nào chấp nhận cái thứ gái tầm bậy như vậy đâu. Cậu nghe kỹ chưa? Thu Nguyên à, cô đừng bỏ đi mà Thu Nguyên. Cậu hai à, tôi thì là không có xứng với cậu đâu. Cậu hãy quên tôi đi. Sư phụ, về đó hả? Trễ rồi đó nha. Dạ phải, ông chủ đi vô nhà thương, tôi phải phụ chú Sáu lo hết công chuyện. Ông bị thương sao? Bị thương nặng quá, chắc phải nằm nhà thương một mách đó. Chú Liện công gì vậy hả? Đừng có lo. Thầy còn chưa có dạy tôi đánh con đó, dạy tôi đi. Tránh ra đi. Tôi mau biết lắm mà, thầy dạy tôi đi. Được, có nói nữa mà. Không dạy thì thôi. Ai dạy mày vậy? Đâu có ai. Thầy cứ cầm cái cây qua sợi dây hoài thì tôi cũng xách ra kiệu rượu lên xoay nó, chắc có lẽ hữu dụng đó. Trời, ông hay quá ha. Muốn như vậy được à? Thái mày cũng thông minh lắm, để tao dạy cho mày đánh con nha. Qua đây hả? Hay quá. Đừng nhanh quá nha. Đánh con á, mắt phải lành, tay phải nhanh, tâm phải tránh. Người chết đâu hết rồi? Có ai nào hả tao không? Mời cậu dùng trà.
Ai nói tao phải uống nước vậy? Bình thường cậu về cậu đều thích uống nước lắm mà. Còn trả lời với tao nữa hả? Cậu à, thiệt đau quá à. Cậu đừng vậy mà. Coi cái kiểu của mày kìa. Tối ngày mặt mày cứ nhăn nhó, không xui cũng để cho mày làm tới xui luôn. Đau quá. Sao? Ấm ức lắm hả? Mày không thích ở trong nhà tao phải không? Hả? Trong lòng của mày chỉ có Trần Bính chứ gì? Rất tiếc hắn không có một đồng xu. Muốn hắn chuộc thân cho mày hả? Để kiếp sau đi. Tao thấy cái mặt của mày giống như tao thấy Trần Bính vậy. Vô, vô đi, nhanh lên. Cậu à, đừng mà, đừng mà cậu à. Cậu à, cậu à, đừng mà. Chị Bình à, có phải chị giặt quần áo giùm tôi không? Chị Bình. Ủa, làm sao vậy hả chị Bình? Tại sao mặt của chị vừa sưng vừa bầm vậy hả? Hả? Cô à, tôi không có sao. Không có. Tại sao tay của chị cũng như vậy? Xảy ra chuyện gì? Cô à, tôi thì không có gì đâu. Có phải bà của tôi ổn lại? Để tôi ra lấy áo quần cho cô. Chị Bình à, chị Bình. Bà của con thiệt tệ như vậy à? Má à, má Hoàng có giận đó. Con chỉ bất quá là thấy chị Bình bị thương, chứ chưa có hẳn là tại bà đâu. Không phải bà của con thì chắc anh của con. Hai người họ đều thích đài con Bình lắm. Chị Bình thật là tội nghiệp quá. Cho dù lần này không phải là ba của con, cũng khó bảo đảm không có lần sau. Nếu cứ như vậy hoài không phải là cách. Má, không thể mình giúp cho chị Bình rời khỏi chỗ này. Sao má giúp được? Thật ra chị Bình cũng đã có người yêu rồi. Người này con cũng biết nữa. Ảnh tên là Trần Bính. Ảnh thật tình thương chị Bình lắm đó. Ảnh còn để dành tiền chuộc thân cho chị nữa. Không thôi, mình giúp cho hai người thành chuyện đi. Nè, nếu như chị Bình kết hôn với Trần Bính rồi, thì hai người đã có gia đình, mà còn được Trần Bính lo cho chị nữa. Vậy thì khỏi cần phải ở lại nhà này. Ngày nào nếu không phải phòng hờ ba thì cũng bị anh hai đày đọa. Má à, má giúp giùm cho chị đi. Con Bình từ nhỏ đã bị người ta bán vô nhà này để làm đầy tớ. Má nhìn nó tới lớn, má làm sao lại không muốn cho nó tốt. Nhưng mà má với ba của con vợ chồng mấy chục năm, má đã qua hiểu con người của ổng. Cho dù Trần Bính có để dành đủ tiền để chuộc thân cho nó, thì nó cũng chưa hẳn dễ dàng rời khỏi căn nhà này đâu. Ồ, cậu ba, xin chào. Cậu ba cũng ăn hát cảo nữa hả? Nhanh lên, nhanh lên. Chú Sáu này lấy đỡ 200.000 tiền lẻ, tôi cần phải mua đồ. Hả? Cậu hai có căn dặn, tôi không dám làm mẫu đâu. Chú không những không dám làm mẫu mà chú rõ ràng không quyết định được. Tiền đó là của tôi mà. Tôi kêu chú lấy thì lấy đi, nói nhiều làm gì. Ê, không lấy thì lấy ra đi. Đã nói là lấy không được. Chuyện gì vậy chú Sáu? Cậu nói là phải lấy tiền. Lấy tiền à? Mắc mới gì tới mày? Đúng là không mắc mới gì tới tôi, bởi vì không phải là tiền của tôi. Là tiền của anh hai cậu. Ừ. Anh hai của cậu dặn tôi với chú Sáu phải canh chừng tiệm, đừng để cho ai phá rối đó. Tôi thì không muốn ai tới đây phá rối đâu. Tiền không phải là của hắn hả? À đúng. Bây giờ thế nào? Mày lên mặt với tao đó có phải hay không hả? Lên mặt cũng được, mà lên chân cũng được. Nhưng mà anh hai của cậu dặn tôi nhất định phải nghe. Bây giờ mày muốn làm loạn phải không? Có phải cậu muốn đánh lộn hay không đây? Cậu ba, ăn cho no trước đã. Ăn cho no trước đi, từ từ nói nè. Đừng có làm như vậy, phải lấy tiền trước. Ăn cái gì nổi đây chứ. Hay à. Cậu ấy ăn cho no đi. Ăn cho no rồi tự nhiên lấy được tiền. Còn phải kêu những món kỳ lạ mới ăn chứ hả? Kêu cái nào không có. Kỳ lạ hả? Ừ. À Bến, tự nhiên tôi lại không muốn lấy tiền. Tôi lại muốn ăn uống. À nếu có cái món xương sao hoặc lựu bông cỏ nước dừa thì ngon biết mấy ha. Không có làm khó anh chứ. Tiệm nước này hồi nào tới giờ đâu có xương sa hột lựu với bông cỏ nước dừa đâu à. Ở đâu mà có cho cậu ăn? Cho nên tôi mới nhờ anh đi mua đó. Bố tôi là người làm à? Ờ sao anh? Lập tức đi ra ngoài mua xương sa hột lựu với bông cỏ nước dừa về đây đi. Ờ vậy được, tôi đi ngay. Em Bình, sao mặt của em kỳ vậy?
Đừng có gì, tôi phải đi chợ gấp. Nè nè, qua đây đi, qua đây đi. Ai đánh em vậy? Trịnh Căng hay là Trịnh Trung đây? Anh Bính, anh đừng có lo cho em, anh đấu không có lại bọn họ đâu. Lại rồi hả Trần Bính? Kiếm ta có chuyện gì không? Kiếm ông để thử võ nghệ với tôi. Ông đánh đàn bà đúng là hèn hạ bẩn thỉu hả luôn. Hôm nay tôi không đánh gục ông ở đây. Tôi không phải là Trần Bính. Hay hay hay. Hay đây. Xảy ra chuyện gì? Không, chút xíu hiểu lầm thôi. Nếu có hiểu lầm thì lập tức giải quyết ngay. Có phải không Bính? Dạ phải, thưa cậu. Hai người có gì đụng chạm với nhau đây? Không cần nói nhiều. Bữa nay tôi phải đục kháng một trận. Muốn đục với tao? Nếu mà nói như vậy thì bữa nay hai người dứt khoát phải hơn thua. Đúng vậy. Hôm nay cho dù tôi có chết ở đây, tôi cũng không để cho hắn đi trở về. Như vậy chắc là hai người có thù hằn sâu lắm hả? Không thôi vậy đi, bề nào tôi cũng có mặt ở đây để tôi làm đồng tài cho hai người. Nhưng mà phải hứa với tôi, bất luận ai thắng ai bại đi nữa thì nhất định cũng không có được thù hằn cá nhân. Tôi thì không thành vấn đề, nhưng mà không biết. Còn cậu sao? Chỉ cần thiếu soái căn dặn, tôi nhất định chơi với hắn tới cùng. Thôi vậy được rồi, hai người bây giờ có thể bắt đầu được rồi. Người bây giờ có thể bắt đầu được rồi. Sao hả? Chịu thua chưa? Thắng bại là chuyện bình thường của gia binh. Thua rồi thì phải chịu thua đi. Đâu cần nằm dạ ngoài đường chứ, khó coi lắm. Lần này kể thì mày thắng. Nè, nhớ không có được thù cá nhân đó. Còn chịu đi, đứng đây hoài mất mặt lắm. Đi. Cảm ơn nhiều. Đâu cần cảm ơn tôi. Thật ra những người khốn kiếp như vậy tôi muốn đập hắn từ lâu rồi. Bây giờ anh đánh nó một trận, tôi cũng cảm thấy khoái trí lắm đó. Bữa nay tôi vì cô Bình mà đánh hắn. Hắn lại ăn hiếp cô Bình. Tại sao anh không chuộc thân cho cổ chứ? Có phải là vì tiền bạc không? Anh cần bao nhiêu tôi giúp cho. Ấy, không cần. Ý tốt của cậu đó tôi cảm ơn. Dù sao tiền cưới vợ do một tay mình kiếm về nó cũng hay hơn. Cảm ơn nghe. Hay, có chí khí. Nếu bất cứ người Trung Quốc nào cũng giống như là anh vậy, tôi nghĩ là Trung Quốc có hy vọng. Giống tôi thì khổ thôi, bởi vì tôi quá nghèo. Nè anh Bến à, có cái gì thiếu soái giúp anh mà cũng không chịu à? Ôi à, Bến à, dù với cậu có ăn cá mặn à, tôi không cười đâu nha. Tránh ra đi. Nè nè Bến. Chuyện gì? Nè, cậu phải cưới cô Bình về nhà làm vợ đi. Vậy thì từ nay á, khỏi bị Trinh Trung hành hạ nữa. Anh không muốn mang ơn hắn có phải không?
Người hiểu tôi nhất là ông chủ, mà người biết chuyện nhất cũng là ông. Nè, nhưng mà có gia có trả mới là người thượng lưu, anh sợ gì chứ? Đúng vậy, bị nào còn đang là để dành tiền, bây giờ còn chưa đủ vậy thôi. Nè nè nè, cậu chỉ muốn thiếu nhiều quá chứ gì? Thì trong tay của cậu có bấy nhiêu trả bấy nhiêu đi. Nè, thiếu soái là người đàng hoàng, nợ của ông còn đỡ hơn là của Trình Căn, chứ còn gì nữa hả? Tôi hiểu lắm, cảm ơn tất cả những huynh đệ đã quan tâm cho tôi. Chuyện mà mấy anh nghĩ đó, tôi đã suy nghĩ nhiều lần lắm rồi, dập tính kỹ càng lắm rồi. Đúng vậy, tôi sẽ chuộc thân cho cô Bình, tôi sẽ cưới cổ về làm vợ. Cổ là vợ của tôi, đương nhiên tôi phải kiếm tiền cưới cổ. Chẳng lẽ để tôi già rồi cả đám cháu nó bu quanh tụi nó đều hạch hỏi tôi thì tôi phải trả lời như thế nào? Không lẽ ông nội không có tự kiếm tiền cưới bà nội về do người ta hùng hợp để cưới bà nội, và khi đó tôi làm ông nội tôi phải trả lời ra làm sao đây? Không lẽ tôi phải nói nhưng cái gì? Bộ gì không đúng sao? Đừng ngồi làm việc đi hả? Thôi đi làm đi. Thiệt tình Bình à, tôi biết anh có chí khí lắm, họ chỉ vì không muốn cô Bình của anh bị đày đọa thôi. Không có bị đày đâu ông chủ à, cô Bình có hiểu tôi rất là rõ, cho dù cực cách mấy tôi cũng đồng ý. Bởi vì tôi đã hứa với cổ rồi, tôi sẽ chuộc thân cho cổ, tôi nhất định phải làm được. Lúc nào cũng cứng đầu vậy? Cậu 13 à, uống ly trà trước đi. Liên hương pha trà càng lúc càng ngon ha. Hết ý. Cậu 13 à, em mới là Liên Hương đây nè. Em là Dĩ Hồng nè cậu 13. Sao hai cô tên tuổi kỳ quá vậy? Bộ muốn chọc tôi hả? Nhưng mà vậy, tôi đều thương hai cô. Thương có được gì đâu. Cậu coi tay của tôi nè, trống rỗng quá đi, chẳng có gì hết. Để coi, đâu phải thế cũng mịn lắm chứ. Mịn thì được cái gì đây, bàn tay của cô Lam Phương thì khác. Wow, đeo đầy cà rá hột xoàn luôn, chói lắm. Tụi em không có thì cũng không sao, nhưng mà ở đằng sau người ta nói cậu thua cậu hai của nhà Trần, cậu keo kiệt quá, vậy không tốt đâu. Thì đó, nếu tụi em dàn dòng đỏ tay, cậu cũng được sáng mặt mũi chứ, phải không hả cậu 13? Phải. Bộ hai cô nói như vậy có thể chọc tức tôi được sao? Nhưng mà thiệt chọc tức tôi đó nha. Lập tức đi đi, đừng có nói nhiều. Thì là hay quá. Đi mua đi. Đi đi, đi. Chuyện gì vậy con nói cho tôi biết. Cậu ba, là có chuyện gì nữa đây? Bà Mai đã nói à, nếu cậu không thanh toán tiền, mai mốt khó tiếp đãi cậu lắm. Bà Mai nói kỳ thiệt. Cái gì chứ, khinh tao không có tiền sợ tao không trả phải không? Cậu đừng giận, cậu đừng giận. Nhưng mà cậu đừng nói tôi lắm lời nha. Lần nào cậu cũng lấy tiền lẻ đó thì không được gì đâu. Nếu như tao mà có cách đó, bộ tao muốn lấy cả đống sao? Cách đó thì không phải không có. Có thì cứ nói đi, nói đi. Bây giờ không tiện. Cái gì bây giờ không tiện? Mày nói gì vậy? Đóng cửa lại cái gì cũng nói được mà, nói đi. Nếu chịu chia gia tài á thì cậu lấy được một lần cả đống. Chuyện chia gia tài không phải là đơn giản đâu. Cũng không phải là phức tạp đâu. Chỉ cần cậu 13 nói một tiếng, tôi chết cũng tìm cách cho cậu. Đi 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 đi, tiệm tùng của tôi đã bị niêm phong rồi, không còn cái gì nữa đâu. Chỗ này không có, chỗ kia không có, chỗ nào có hút đi chứ. Đúng rồi. Làm sao tôi biết đây, làm ơn đi hết đi. Ôi trời. Nè ông chủ à, có tiền mà cũng không chịu hút ha. Cậu coi đi, tiệm tùng của tôi bị người ta niêm phong rồi, còn cái gì nữa đây. Vậy à, vậy mình đi đi, đi kiếm tiệm khác. Nè nè nè, cậu 13. Có chuyện gì nữa đây? Cậu 13, tháng rồi cậu còn thiếu tiền tiệm của tôi đó. Thì để cuối tháng sẽ thanh toán cho ông mà. Không được đâu cậu 13, cậu đã thấy đó, tiệm tùng của tôi bị người ta niêm phong rồi, lúc này tôi cũng túng thiếu quá đi. Nếu cậu thấy tiện, bữa nay làm ơn thanh toán giùm cho tôi đi. Tiện chứ sao lại không tiện? Để tối nay tôi thanh toán hết cho ông. Tối nay hả? Thôi được, tôi chờ cậu ở đây nha. Chứ còn gì nữa? Nhớ nghe cậu 13. Ê cậu đây, dẫn cậu 13 tới bắt tài hả? Cậu nhớ tôi hứng thú thì dắt ra tôi đi chơi mà. Thôi được rồi, cậu 13, nên lắm mà. Nè, chúc cho cậu ăn đầy túi luôn nha. Nè, qua bên kia đi. Ăn nói gì quá kìa. Đi. Nè, nhanh lên. Nhanh lên đi. Đặt đi. Ba. Ba. Đâu có gì lạ đâu chứ hả? Đặt vô cửa số 2. Đặt vô chỗ đó cho chắc ăn đi. Được. Má ơi. Sao không sao, cậu hút được mớ mà. Yên tâm đi, không có sao đâu hả?
Đặt làm một ba đi. Đặt làm một ba ha. Đặt đi, đặt đi. Mở nha, mở nha. Chuẩn bị đó. Ba đi. Bốn rồi. Ăn hết, ăn hết. Đặt xong đây đây. Hả? Đưa ta làm cái gì? Đặt bốn đi. Đặt xong lấy tay. Khui. Bốn. Một à. Cộng ba. Bây giờ tính sao? Còn tính gì nữa? Về hả cộng 13? Mày bóc tao chơi nữa nha. Ê cộng 13, sao về sớm quá vậy? Đâu có. Thấy có chút xíu mệt về nhà nghỉ. Hết tiền thì cho cậu mượn nha. Bữa nay tôi cũng không có được hên lắm. Vậy thì kỳ khác hả? Ê khoan đã, tôi muốn cậu thanh toán mấy cái món nợ trước đi ha. Cả ông cũng không tin tôi à? Không phải, tại lúc này tình hình căng thẳng lắm, biết bao nhiêu tiệm hút cũng bị niêm phong, không biết chừng nào tới phiên tôi đây. Cậu cũng biết mà, bây giờ làm ăn khó khăn quá cho nên đòi lại tiền thôi. Ông chủ à, cậu ba sẽ về lấy tiền trả cho ông mà. Được rồi, tôi trả cho ông anh thôi. Đi nè, có thiệt mới nói đó. Anh hai à, em có cái này muốn nói chuyện với anh hai một chút. Chuyện gì vậy? Nói đi. Không, là như vậy. Nghiệp đó hả? Đi ăn cơm đi con. Hả? Về sẵn rồi đi ăn cơm đi. Chút nữa mới nói. Cậu 13, có hai người này kiếm cậu. Cậu 13, sao đúng quá vậy? Làm trở ngại ăn cơm. Đây chắc là chủ của tiệm nước thiên nhiên chứ gì. Hai ông có chuyện gì không? Tôi là Kim, chủ tiệm hút Phước Long Thọ đó. Còn ông này là? Tôi là chủ sòng bạc Kiết Tường. Hai ông chủ tới đây có chuyện gì vậy? Bà là bác gái đó hả? Cũng chẳng có gì, cậu 13 có chút tiền thiếu tiệm hút của tôi. Đây là giấy nợ của cậu nè, cậu đã ký. Còn tôi nữa đó. Nghiệp à, tại sao con thiếu người ta nhiều như vậy? Nghiệp à, tại sao con thiếu người ta nhiều như vậy? Tại sao lại tập hút sách nữa? Chỗ đó mà cũng đi. Hút có phiền là bị ghiền đó. Còn cờ bạc thiếu nợ tùm lum nữa. Dân à, cô đi lấy tiền ra thanh toán cho hai ông chủ đi. Hai ông chủ à, vậy đi, sáng ngày mai tới tiệm nước của tôi sẽ thanh toán. Nếu như ông đã nói như vậy, chúng tôi tin tưởng nơi ông lắm. Vậy thì sáng mai tôi sẽ tới tiệm nước thâu tiền đó nghe. Xin lỗi hả? Làm phiền ở nhà ăn cơm tôi thấy ngại mới đúng. Xin lỗi. Phép nha, tôi đi. Nghiệp à, em có biết em làm như vậy khiến như má đau lòng lắm không? Cái thằng khốn kiếp này đứng dậy. Mày coi mày kìa có giống ai hay không? Mày hại tụi tao đủ chưa hả? Mày đi học đàng hoàng thì mày không có chịu, bây giờ còn học người ta đi hút ấp phiện, xì ke, cờ bạc. Thật sự muốn cái gì đây? Mày muốn cái gì mày nói coi. Muốn cái gì? Thế ra tôi nhịn anh lâu lắm rồi. Anh lấy tư cách gì đánh tôi? Anh làm gì đánh tôi chứ? Đừng có chịu. Mày tôi nói tới như vậy, bảo con chị dám đánh tôi. Anh có tư cách gì đánh tôi chứ? Anh có tư cách gì? Từ nhỏ tới lớn anh dễ hiếp tôi thôi. Bây giờ tôi hút ấp phiện mắc mới gì tới anh chứ? Tiền đó là ba để lại tài sản tôi cũng có phần mà. Cái nhà này tôi có phần hay không? Tiền ba để lại tôi cũng có phần, điếu cá phiện mắc mới gì tới anh chứ? Từ nhỏ tới lớn anh chỉ biết ăn hiếp tôi. Anh đây nè, tự hỏi anh đi, anh là anh hai ở trong nhà, anh đối với tôi như thế nào? Anh coi chừng anh có dạy anh hay không? Ai còn ghét tôi hết chứ gì? Có đúng hay không? Để tôi đi cho mọi người sung sướng. Được, tôi đi đây. Phải chia gia tài. Chia gia tài. Má sao hả? Có phải là mày muốn chọc cho má chết hay không? Anh khỏi nói nữa. Anh nói đi. Một câu thôi. Có chịu chia hay không? Nói cuối cùng của chia là không chia. Được. Tất cả qua chừng hối hận.
Nghĩa ba. Má à, để cho nó đi đi, kêu nó lại vô dụng thôi. Mau kiếm nó về cho má đi mà, mau đi. Nè má à, má à, má à. Bác à. Má. Đỡ ngồi xuống đi, nè, mau lấy về lấy dầu đi. Má, má. Mau đi kiếm nó về cho má đi, mau má. Đi. Má đừng có tức quá má, coi lại kiếm nó về ngay. Bác à. Coi lại kiếm về ngay, má yên tâm đi hả. Má à, má đừng có giận nữa mà. Anh hai về đâu kìa? Má. Sao hả? Con kiếm được nó. Hồi nãy má thấy cái kiểu của nó, rủi như nó xảy ra chuyện gì thì má làm sao mà ăn nói với ba của tụi con. Má à, má yên tâm đi, thằng Nghiệp không có gì đâu. Thằng Nghiệp không phải là lần đầu tiên đi hút, không phải là lần đầu tiên đi cờ bạc. Hay là mình tìm cách giùm cho hắn cai hết hai cái môn này còn hay hơn. Tối ngày cũng tại má không có đàng hoàng, không có biết dạy dỗ nó. Hồi nhỏ thì nó chịu ngọt chứ không chịu cứng, cho nên má mới chịu nó, cưng nó. Bây giờ thì má đã gây ra tai họa rồi. Bác à, bác đừng có lo quá mà. Cái thằng khốn kiếp này, mình không thể nào chịu hắn được nữa đâu. Không có cách nào để cho hắn muốn thế nào thì thế nào đâu. Nếu như nói nó được, dạy dỗ nó được thì đâu có chuyện như ngày hôm nay. Sao cậu 13? Cái gì cũng im hết chứ hả? Mày đừng có nói nữa. Đã biết tao lên cơn kìa mà dắt tao tới cái chỗ xa xôi như vậy. Bộ tôi muốn sao? Ai biểu tiệm mình ở đứa hút quen đó bị niêm phong. Nhưng mà cái tiệm này cũng tốt. Ở đây á, mình là khách mới, mình có thể thiếu dài dài đó mà cậu 13. Ây à, mai mốt tao có tiền á, bộ mày tưởng tao không mở một căn sao? Cứ đi thiếu hoài vậy hả? Cậu đừng có hòng mà mở được. Bây giờ mày chọc tức tao có phải hay không? Cũng tại mày dạy tao chia gia tài, không những chia không xong mà còn bị người nhà chửi thông một bánh nữa. Bởi giờ mới nói đó cậu 13. Nói lý lẽ thì ở nhà không chịu, dứt khoát nói luật pháp với họ. Luật pháp là gì vậy? Tại sao tao không hiểu? Mấy cái này cậu không cần hiểu. Cậu có tiền thì xong hết. Mình quyết định kiếm một ông đại tràng để mà kiện họ, biết chưa? Để ông ra mặt đòi lại số gia tài cho cậu. Cậu nghĩ coi có cái nào tốt hơn. Mình khỏi làm gì hết đó, cứ ngồi đó nhận tiền là xong thôi. Tuy vậy, dù sao cũng là gia đình cả mà. Gia đình à? Họ đã không chịu chia gia tài cho cậu, cậu còn coi họ gia đình. Họ muốn đoạt cái phần của cậu thôi. Khỏi cần nghĩ nữa cậu à. Chẳng thà còn nghĩ coi lấy gia tài rồi á, xài cách nào còn hay hơn. Cái đó đâu cần phải nghĩ. Chuyện xài tiền mà ở đây tao nói tao hạng gì thì không ai dám nhìn hạng nhất đâu. Thì cũng đúng. Được. Tối ngày chỉ chửi tao biết xài chứ không biết kiếm có phải hay không. Để tao chia được gia tài, lúc đó tao sẽ mở một trại điếm, lập một sòng bạc, mở một tiệm hút. Tất cả những nghề kiếm có tiền tao đều làm, để cho các người biết mặt. Trên trời khi tròn khi khuyết. Chú Sáu à, chú Sáu, chú Sáu. Lúc này ông chủ sao vậy? Đúng rồi, nè, sáng nay ông ngồi biên chớ, bây giờ chưa ngân tay đó. Khỏi cần hỏi, làm tối bận hết sức à, nói thiệt à, chắc lẹo tẹo về tình duyên chứ gì. Ê, hey, cậu muốn nói là Thu Quyên hả? Sức môi mà kỳ ăn chén mẻ hả? Đừng để ông nghe nữa đâu nha. Chú Sáu à, chú qua đây. Dạ. Coi quá đơn mới này nè. Coi quá đơn kìa. Ô, cô qua. Ôi à, sao tối sớm quá vậy hả? Ngồi. Ây da, khổ quá. Cô lúc này trông đẹp quá đó. Áo quần rộng hết. Ăn cái gì đây? Wow, cái miệng cậu ăn mặc có phải không? Nói ngọt quá. Không cần nói nữa. Lấy điểm tâm ngon với pha bình trà ngon cho cô nghe. Đây, đi pha bình khác đi. Mày thiệt tình.
Được rồi, để tôi rót cho. Qua tử tế với tôi quá, có chuyện nhờ có phải không? Đúng là chuyện mới đó cô Qua. Ây, cô vừa đẹp gái vừa khôn lanh quá, đúng là phúc huệ song tu. Uống nước đi. Có gì cứ nói đi. Cô Qua, cô có biết không, tôi thì còn trẻ sung sức lắm, ban đêm ngồi ngoài bực bội, khốn kiếp biết mấy đó, cho nên muốn kiếm cái gì làm. Cô cũng biết rồi, hồi nào tới giờ có cô Qua thôi. Cô cái gì cũng mánh khóe, nhưng thông minh. Cô Qua, có việc gì làm giới thiệu cho Trần Bính này làm vậy? Cậu thì cái gì cũng chịu làm. Chịu, hết giờ của tiệm nước cái gì cũng làm được mà. Thôi, chắc là sanh đẻ sai lắm đó. Ai sanh đẻ sai vậy? Tôi nói con Dương Tử. Lão già, ông làm ơn để Đức lại chút xíu đi. Ông đã lớn tuổi rồi, đừng làm cái chuyện mất mặt con cháu nữa chứ. Tôi làm cái gì mất mặt con cháu? Hả? Tôi ra đây coi cô bệnh có rảnh hay không thôi. Tôi muốn nhờ cổ làm giùm tôi một chút công chuyện mà. Ông muốn nhờ cổ làm cái gì? Ông già của thằng tôi qua đời, tôi muốn nhờ cổ đem tiền qua phúng điếu cho người ta đó mà. Ông với lại ông tôi đâu có phải là thân lắm đâu. Ông mà tốt bụng đi tiền tang sao? Thì lúc nào mà tôi không tốt bụng chứ. Bà thiệt tình. Mặc dù tôi không có cho người ta được nhiều lắm, chút đỉnh cũng không có ai trách mình mà. Mặc dù tôi không tới, nhưng mà tôi cũng sai người ta đem qua bển chứ bộ à. Con người của ông keo kiệt quá, làm cái gì cũng đắn đo. Tôi thì không tin đâu. Bà nói gì kỳ vậy, bà không tin tôi thì vô trỏng lấy một đồng ra đây đưa cho cô Bình đem qua bển đi. Bình à, đi theo bà. Nhớ lấy lại cái lì xì của người ta đem về hả? Dạ biết. Đúng là cái bà mập khốn kiếp này, bao nhiêu người chết không thấy bà chết à. Nè, bây giờ đi đâu chơi đây? Tôi định đi kiếm đại tràng cho cậu. Kiếm đại tràng quan trọng hơn, đi kiếm đại tràng đi. Nhớ thì kiếm ngon lành đấy nha. Dĩ nhiên, tôi làm việc à, cậu yên tâm đi. Lập tức đi đi. Đi ngay. Đi, nhanh. Không có ra đây. Tôi kiếm cậu hai. Kiếm cậu hai? Chuyện gì? Cậu ba bị người ta bắt rồi. Vậy à? Hey, có phải thiệt không đó? Tôi gạt ông làm gì? Cậu hai, vậy tính sao bây giờ? Được rồi, để tôi tính. Sun, man, take time.